Và để hòa với niềm vui của ngày cưới hôm nay thì nhà hàng khách sạn Bình Minh của chúng tôi cũng có một món quà gửi đến cho cô dâu và chú rể. Đây cho những lời cảm ơn chân thành vì đã tin tưởng và chọn nhà hàng Bình Minh để tổ chức ngày vui trọng đại của đôi bạn. Và chúc cho cô dâu chú rể sẽ chọn đời yêu thương nhau. Vâng, và giờ đây xin được gửi trả cô dâu chú rể cho người với vòng tay như... mà bánh xèo không có nước chấm gì đó. Rất mong tài liệu quý vị cho chào hôm nay. Người hãy quay đi. Bắt đầu. We'll be right back.
Sao không mà? Oh, yeah.